phải con hôn nè. Nhanh lên, đi vô cốc. Hồi nãy anh có thấy có một con sát sống chạy rất nhanh, chắc nó từ nguồn lây khác hoặc là bị đột biến vậy. Chiếc thoại này sát sống hết rồi, giờ sao anh Công? Mẹ thương con. Kiệt, dạ, tôi sử dụng tụi nó đưa mọi người ra khỏi đây. Giờ sao anh Công? Chịu sống anh nổi rồi. Anh đứng tới ba, cả ba cùng chạy nghe chưa? Một, hai, ba. Vũ, anh hứa với em là anh phải về đó. Anh sẽ về mà. Nè hai đứa, bây giờ mình đi cứu anh Công hay là đi hốt xác anh Công mà đứng ôm nhau hoài vậy hai đứa?